Lượt thua con tay, xin ngay quà khủng, quay số trúng thưởng với tỷ lệ cực cao. Giải nhất 40 xe MT15, giải nhì 120 laptop Acer Nitro 5 cùng hàng ngàn điện thoại Samsung Galaxy, hỗ trợ ngay 1.500.000 đồng phí trước bạ khi mua xe. Nhậu được nhiều không mấy chai? 14 không mà bán. Hả? Tôi chúng ta sẽ đến với chàng trai. Xin mời. Chào bạn. Chào bạn. Dễ thương quá. Thiệt ghét. Trời cười tươi ghê nha. Thiệt ghét kìa. Gì vậy Linh? Cười hoài luôn á. Dạ. Nó chơi chứ ngồi mòn ngồi với bạn. Mướp ma, mướp miếp, mỉm mỉm, mập mạp, mê mé. Trời ơi tóc dễ thương nữa. Tóc là quan tự nhiên hả bạn? Dạ. Bạn tên gì? Dạ em tên là Thuận Nguyên. Thuận Nguyên. Dạ. Bao nhiêu tuổi? 26. 26, Thuận Nguyên, dễ thương lắm các tường ơi. Rồi, để đó đi từ từ. Và bây giờ, mời bạn nữ của chúng ta bước ra phía trước. Wow. Mời em ngồi. Ủa cái gì mà lỉnh kỉnh nhiều thứ quá vậy nè. Chào chị Cát Tường. À. Chào anh Nguyên Linh. Chào em. Chào tất cả mọi người. À, hôm nay em tới đây em có hoa tặng chị. Ồ, tặng chị đó hả? Dạ. Yeah. Cảm ơn em nhiều nha. Em có bánh tặng mọi người. Ồ, hôm nay này tặng chương trình ha. Cái này nhiều lọc quá. Em vừa kinh doanh luôn. À, vừa kinh doanh luôn ha. Là em làm luôn hả? Dạ mẹ làm. À rồi em có biết làm không? Dạ biết. À mình phụ mẹ làm hết rồi. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Trước tiên là bạn tên là gì nè? Dạ em tên là Mỹ Anh. Rất là nhỏ nhắn, xinh xắn và rất là dễ thương. Mình đang làm công việc gì? Hiện em đang làm kế toán bên nhà hàng tiệc cưới. Công việc làm thêm của em là em bán bánh ít cho mẹ. Mỹ Anh năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay 28 tuổi. Bà 28 tuổi là sinh năm bao nhiêu? Theo thực của em á là sinh năm 87. À. Nhưng mà khai sinh là khai sinh năm 88. Nếu 88 thì mới có 26 thì nhiên nói 28. Mình phải muốn mình trẻ hơn chứ đâu có ai là phụ nữ mà đi khai cho tuổi lớn hơn chi vậy trời. Tính tôi mụ nữa chị. Trời đất ơi. Không có được, thì là mới có 26 tuổi thôi. Tụi mà đừng có đi sâu vô tuổi nữa. Ơi. Tuổi tác không quan trọng trong tình yêu đâu. Bây giờ mình cứ hỏi về tâm lý chọn người thế nào thôi. Đúng rồi, bây giờ bạn xác định đến với chương trình là mình tìm bạn để mà yêu đương hay là mình đi đến hôn nhân luôn? À, nếu được thì đi đến hôn nhân luôn. Nếu được, vậy thì như thế nào mới là được? Tính tình thì phải hợp với em. Tính em á, người ta mới tiếp xúc á, người ta nhận xét rất là đanh đá. Mình ra không thích phải không? Nhưng mà thực chất là em không có đanh đá. Hôm nay bạn đến đây với một cái cảm giác như thế nào? Mong muốn là tìm được cái người thích hợp. Hồi đó giờ bạn có đi tìm chưa? Dạ cũng có. Có gặp bao giờ người gần gần thích hợp với mình chưa? Cũng có một mối tình. Bao nhiêu lâu? Dạ cũng 2 năm rồi anh. Hai năm vừa qua là bạn chưa tìm được ai? Dạ. Em cũng có thấy nhiều bạn gái nhưng mà cái tính cách của họ không hợp với em. Tính cách như thế nào là không hợp với em? Hơi đanh đá. À đinh đanh đá, không thích đanh đá. Dạ. Bởi tính cách bạn hiền đúng không? Dạ. Rồi bạn thích như thế nào? Hiền, năng động một chút, biết không? Cái người đàn ông của mình là người như thế nào? Em nghe người ta nói á, đàn ông mà đẹp trai á thì không chung tình. Giống anh Nguyễn Linh vậy đó. Ai nói vậy? Rồi rồi, hả? Tiếp. Mà đàn ông chung tình á thì không đẹp trai. Mà đàn ông chung tình mà đẹp trai á có vợ hết rồi. Rồi tiếp tiếp. Mà đàn ông á chung tình mà đẹp trai mà không có vợ á thì không thích gì anh. Cái này được. Rốt cuộc vậy bạn muốn lấy người đàn ông nào? Nhìn mặt mày cho sáng láng xí, tướng người phải vạm vỡ xí. Thôi rồi. Ngon bên đây ngon. Mày sáng mà láng o luôn. Vạm vỡ luôn. Ôm em á thì mặt em sẽ ngang ngực thì rất là tốt. Có nghĩa là người đó phải cao hơn em. Mình đó cao 1m mấy vậy? 1m9 mấy, 80 gì đó. Chắc được. Vậy nãy giờ bên kia nói vậy bạn có thấy mình hợp ý bên kia chưa? Nói cũng hợp đấy chứ. Mình hợp bên đó hả? Dạ, 80%. 80%? Dạ. Còn những gì mình chưa đáp ứng được bạn có thể nói ra luôn. Có cái điều mà bạn nữ bên kia đánh đá nhưng mà có thể cái đó là về tìm hiểu sao. Cái đó là người ta nói người ngoài nhìn vô tưởng như vậy thôi. Nhưng thật ra là em không có đánh đá. Sở thích của bạn là gì? Em thích đi du lịch bụi á. Em thích đi cảm nhận cuộc sống. Thường mình đi là mình đi với ai? Em đi một mình. Đi một mình? Tháng trước em đi một từ Bình Định. Em ra Đà Nẵng, Huế, Hội An, Nghệ An, Hà Tĩnh, rồi ra ngoài Hà Nội, rồi bay ngược vô Sài Gòn. Con gái một thân một mình đi một mình mười mấy ngày ngoài đường vậy đó, đi hết điểm này qua điểm khác. Dạ.
Ồ, đó cũng là một trải nghiệm rất là thú vị đúng không các bạn? À, qua chuyến đi này em thấy cuộc sống rất là nhiều người tốt. Tại vì em nghe các bạn trẻ nói cuộc sống này sao chán chường này nọ, nhưng mà em đi rất là thú vị. Đi chơi mười mấy ngày vậy rồi có khi nào nhậu nhẹt gì không? Em á là rất thích nhậu. Trời ơi, nhìn nhỏ nhoi vậy mà rất thích nhậu. Dạ. Nhậu được nhiều không, mấy chai? Nhiều lắm chị. Mấy chai? Thử coi có ngang hàng với chị được không? 14 lon 33. Hả? Thôi tôi xỉu. 14 lon 33, em là cao thủ. Trời ơi, giờ em có thích bạn trai em biết nhậu không? Tốt nhất là nên biết nhậu. Thôi để tôi coi mặt qua đây coi. Quá nặng dữ. Không được rồi. Thôi biết nhậu không? Biết nhậu không? Dạ biết. Bụng này bụng bia nè. Mấy chai? Bên kia 13, 14 lon đó. Đừng có nói thách, nói thử thật đi rồi về mình luyện thêm. Dạ, 2-3 chai. Nhưng mà bạn nghe bạn nữ bên kia nhậu gì, bạn có lo lắng gì không? Thì bạn nữ bên kia nếu mà nhậu không được thì em nhậu giùm. Nhậu giùm? Người ta uống 14 chai. Chú uống có 2-3 chai mà chú đòi nhậu giùm là giùm sao chú? Tự tin quá à. Nhậu giùm là nhậu giùm sao? Em thấy bạn nữ mà xỉn rồi á thì em sẽ tiếp tế. Tiếp tế sao? Kêu bạn mới nghĩ là em nhậu tiếp. Ờ, chứ đừng có thấy người ta xỉn rồi mình giở trò sầm sỡ nha. Ê, không. Ai kỳ vậy? Bà, ta mặt hiền gì mà nói không, kỳ vậy? Tôi nghi lắm, ai nói hiền? Trời ơi, coi kìa, coi tóc quăng vậy mà kêu bằng hiền. Không có đâu ha. Trời, đánh giá người ta qua tóc sao được. Để anh xem. Thôi, xem. Tôi không thích. Chào anh. Chào em. Trời đất ơi, làm lúc 14 lon vậy đó hả? Anh không hiểu tại sao thường phụ nữ thích lấy chồng là không có nhậu, mà tự nhiên em thích lấy chồng nhậu là sao, anh không hiểu à? Đàn ông mà không biết nhậu á, hay lúc buồn hay lúc bị stress á, sẽ đi tìm cái khác. Trời ơi, đâu có phải vậy em, anh có đâu biết nhậu, anh có tiệm gì đâu. Anh tiệm gì sao tao biết được. Nghĩ là sai lầm á, lấy chồng mà chồng không nhậu là mừng chứ sao mà phải lấy chồng là nhậu là sao. Thôi, nhưng mà phải nhậu. Phải nhậu, đúng rồi. Em phải nhậu hả? Bắt tay với em, chị đồng ý quan điểm đó. Rồi, nhậu nó mới vui, vậy nó mới vui. Rồi rủ rồi chồng nhậu, chồng xỉn lên nhậu hoài, vậy hai chồng nhậu hết rồi ai lo con cái. Ủa dạ không anh, nhậu này là nhậu có văn hóa. Nhậu có văn hóa là sao? Hay chưa? Nào, có nghĩa là mình nhậu mình giảm stress, chứ không phải là mình nhậu là mình bét nhè. Nhưng mà nhậu riết có ghiền rồi sao? Nó không có ghiền. Sao em biết không ghiền? Tại vì con người mình phải tự điều tiết được bản thân mình. À hay ha, điều tiết ha, chữ điều tiết này được nè. Chứ không điều tiết là mệt lắm nha. Không ai giống như anh đâu, mà từ lưa không biết điều tiết. Đi về đi. Ủa làm gì tôi biết điều tiết? Tôi điều tiết dữ lắm luôn rồi đó. Chứ không nãy giờ tôi bực mình cái chuyện mà lấy chồng là khoái chồng nhậu quá nha. Em thấy con gái mình nhậu quá em có sợ không? Hơi sợ. Hơi sợ gì, quá sợ luôn chứ. Giờ là cho hai bạn nhìn mặt nhau được chưa anh Linh? Nhìn đi. Rồi kéo màn lên. Bên đây mỏng manh, bên đây có vẻ thể là che chở đây được rồi đó. Lần đầu tiên thì mình có món quà mình gửi cho bạn. Ờ, cảm ơn bạn. Mình cũng có quà cho bạn. Cảm ơn bạn. Bạn bây giờ bạn làm ở đây luôn hay làm ở đâu? Đúng rồi, mình làm bên Phú Nhuận. Vậy thấy cuối tuần bạn có thời gian rảnh để đi chơi với mình không? Ờ, thường ấy thì công việc của mình làm bên tiệc cưới, mình phải làm thứ bảy chủ nhật. Nhưng mà không sao, ví dụ như mà tiến tới thì sắp xếp được hết. Tính mình rất là thẳng. Nếu như bạn chấp nhận thì chấp nhận, không thì thôi, ngay lúc đầu thôi. À. Mình hỏi bạn vậy nha. Theo kế hoạch của mình, năm nay mình cưới có nghĩa là trong vòng 3 tháng. Hoặc là 5 năm sau mình cưới. Nếu như quen nhau thì bạn chấp nhận không? Mình cảm thấy bạn nói vậy, hình như bạn đang tính cái đường dài của mình rất là gì. Đúng rồi, tại vì mình tới đây là mình cũng xác định là mình tính đường dài mà. Nhưng mà thôi mình tính đường ngắn đi. Tối nay bạn rảnh không? Tới ngày. Bạn rảnh thì mình rảnh. Cái thằng này nó trả lời bực ghê luôn ta. Không có yes no mà nó cứ tầm đi lòng vòng không, mình tức chết. Trời ơi trời. Tối nay có thích đi nhậu với mình không? À, ai trả tiền? Trời ơi, ai trả tiền? Tiền thì mấy trả. Tối nay hai đứa đi nhậu đi, chị với anh Huyền Linh trả tiền. Đi á. Không, nói thật chứ, đi ăn thì mình sẽ trả tiền. Tính mình á, là ban đầu chưa quen á, thì tiền ai nấy xài. Mà sau khi quen á, thì mình chi tiêu phải cho tiết kiệm hợp lý. Ví dụ mình thương một người á, là mình phải lo lắng giùm cho người ta nữa. Chứ mình không thuộc dạng phụ nữ là xài phung phí. Nên là bạn an tâm phần đó. Thôi, hết giờ rồi đó, hiểu rồi đó. Chúng ta sẽ có 3 khắc đếm. Mời các bạn đặt tay vào nút bấm. Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 3.
Bạn đừng có nói tôi, tại vì bạn thích tối nay đi nhậu nên bạn đồng ý chọn bạn trai bên kia nha. Dạ không phải, tại vì khi mà quyết định tới chương trình này là bất cứ trường hợp gì em cũng bấm nút. Lý do? Tại vì em là một người dễ thương mà, luôn welcome tất cả mọi người. MC đứng hình. Tôi đứng hình luôn. Còn bạn trai, tại sao bạn lại đồng ý chọn bạn gái? Bạn ấy rất là dễ thương à. Nói chung hai bạn này rất là hợp nhau ở chỗ mỗi người đeo mắt kiến giống nhau. Có chuyện lớn. Thôi sao, cảm ơn hai bạn rất là nhiều và chúc hai bạn có những trải nghiệm thật là thú vị trong cái con đường tìm hiểu lẫn nhau. Và bây giờ thì hai bạn có thể nắm tay nhau. Rồi, và chúng ta sẽ đến với vòng quay may mắn để xem chúng ta có nhận được những phần quà từ Toshiba hay không.